Ôi em ơi, đi chơi bọn anh đi. Lên đây, lên đánh đèo, lên đánh đèo, lên lên đây. Ôi có chuyện gì mà em hốt hoảng thế? Em vừa bị mấy thằng trẻ treo ở đầu ngõ đâu treo xong. Để anh ra cho chúng nó một trận. Thôi, chúng nó chạy đi lâu rồi. Được rồi, lần sau về muộn ấy, em cứ gọi điện cho anh. Anh qua anh đón. Em biết rồi. Em đi về đi tắm đã. Ăn mặc hở phổ như thế kia, làm gì chúng nó chả treo. Thu, Thu ơi, 8 giờ rồi, dậy đi làm đi em. Em chuyển sang ca tối rồi mà. Em chuyển qua ca tối rồi á? Anh lại không biết. Mà này, em có tiền không? Cho anh mượn một ít. Tiền? Ừ. Em không có tiền đâu. Thôi mà, cho anh mượn một ít thôi. Anh ra ngoài, anh mua mấy cái áo sơ mi. Ai đi xin việc mặc cái mấy cái áo phông này, anh sợ người ta đánh giá cho đấy. Thôi được rồi, hôm qua em về trễ, em đang buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm một lát để em chuyển khoản cho nhá. Ừ, thế em ngủ luôn đi. Nhớ lát chuyển cho anh nhá. Em nhớ rồi. Anh ra ngoài một chút đây. Dạo này làm ăn chán quá. Chắc các kiếm được cái gì? Ui giời ơi, tao còn hôm qua thua mấy chục điểm nồi này. Không biết nay đánh con nào được. Tao nghĩ hôm nay con 66 ấy. Này, hai cái thằng mất dạy này, chúng mày không chịu lao động làm ăn gì cả, suốt ngày mời tao đi uống cà phê thôi. Đúng là mấy cái thanh niên mà ăn không ngồi rồi mà đấy. À, cái thằng mất dạy này, hôm nay đòi làm ông hoàng đạo lý à? Mày khác đất gì bọn tao đâu mà làm với ăn. Này, chúng mày không biết tao là ai à? Tao ấy luôn luôn khác chúng mày. Mày biết không? Hả? Sáng nay ấy, tao vừa ghi 400 điểm lô nhà bà béo đấy. Thôi đi, nhìn cái mặt mày phèn như chó này mà đòi ăn 400 điểm lô, tiền đâu ra mà đánh. Này, từ trước đến nay chúng mày hiểu nhầm hết về tao rồi. Tao nói cho chúng mày biết nha, chúng mày cứ ngồi đây này, đây này. Chúng mày chỉ cần đợi một tí tẹo 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 thôi. Là máy tao chỉ cần kêu tinh tinh một cái thì là tao có tiền. Ông im cái mồm đi. Khiếp, chém nhiều quá gió mùa về này, lạnh hết cả người. Đấy, 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 tinh tinh luôn này. Này, thấy không? Nhìn nào, nhìn này, nhìn kỹ thế này. Thấy cái gì chưa? 4 triệu đấy, tiền ăn sáng đấy. Ai à, mày ăn trộm ăn cắp ở đâu đấy? Hay mày làm chai bao? Mày điên à, nhìn tao như này mà phải làm chai bao à? Đây ấy, là tiền của người yêu tao. Bây giờ cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy ấy, là cho tao 4 triệu. Tiền này ấy, chỉ để ăn sáng rồi đấy. À, thôi, 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 thấy cái gì không? Nổ vừa thôi, ù hết cả tay rồi. Ăn bám bạn gái thì cứ nói là ăn bám. Mày đặt. Này, chúng mày hiểu nhầm hết rồi. Đây ý, là hồi xưa ấy, tao chăm sóc em ý. Bây giờ em ý đi làm rồi, có tiền rồi. Nên là bù đắp lại cho tao những cái tháng ngày khó khăn này. Mà này, 4 triệu này ấy, chỉ là tiền ăn sáng thôi. Mỗi sáng ngủ dậy chỉ cần bảo là anh ơi dậy ăn sáng đi, em chuyển tiền cho anh đây này. Thấy chưa, thấy chưa, kiếm người yêu ngay đi nhá. Nghe ông khác đấy, mà có bạn gái không bao giờ giới thiệu cho anh em, làm sao mà biết được. Từ từ rồi tao sẽ giới thiệu cho bọn mày. Mà này, tối nay 6:30 là tao gặt lúa, nên là hôm nay tao sẽ mời chúng mày ăn và uống. Tạm thời chúng mày uống gì để tao gọi. Được, coi như hôm nay anh em tao cho mày một bữa oai đi. Mày muốn mời gì mời ấy, gọi đi. Em ơi, cho anh gọi đồ cái nhở. Lại trượt rồi. Chán thế chứ này. Mà sao giờ này Thu chưa về nhỉ? Không bắt máy nữa chứ. Thank you.
Em đi làm kiểu gì thế? Em biết mấy giờ rồi không? Em không đi làm với trễ thì làm sao đủ tiền cho anh tiêu xài? Anh gọi điện thì em phải nghe máy chứ. Em rất là mệt rồi, anh đừng có mà gây sự với em nữa được không? Lúc đó em bận làm sao em nghe máy được? Mà này, em còn tiền không? Cho anh một ít. Lại tiền? Em vừa mới chuyển khoản cho anh 4 triệu sáng nay xong, anh tiêu cái gì vèo một cái đã hết rồi. Thì anh làm ăn đang thiếu tiền, em có thì gửi thêm cho anh đi. Anh làm ăn thứ gì mà em không biết? Con mà lại chơi bà cái trò vớ vẩn ý. Em không có tiền đâu. Này, em nói cái gì thế? Em đi sớm về khuya, em cặp bồ đúng không? Anh bị điên à? Em tôi làm từ sáng sớm đến tối khuya, thời gian đâu mà cặp bồ. Em bảo em không có là không có. Chẳng có ai đi làm về muộn như em cả. Em không cho anh tiền là em cặp bồ với thằng khác đúng không? Nó không liên quan đến chuyện cặp bồ, em bảo là em không có tiền. Tiền em còn tiếc với anh đúng không? Em cho thằng bồ em đúng không? Đưa đây. Đâu? Đưa cho em. Anh bị điên à? Hả? Anh có ra hồn người nữa không? Cô! Đấy, anh giỏi anh đánh đi. Thử xem trên mặt tôi có một vết xước thôi, tôi có làm ra tiền để mà nuôi anh nữa không? Thứ đàn ông đã suốt ngày ở nhà chơi game rồi lại còn giàu thói vũ phu à? Lát mà mày đánh đây! Cô được lắm. Qua một chủ đề đúng không? Đúng rồi, sao biết anh nhanh thế? Cái gì mà tao chả biết? Mà chủ đề thì mời em cái gì đi? Được, đợi thằng kia đến rồi mình bàn. Ok, ăn gì nhỉ? Này, sao đến muộn đây? Tao chán quá chú mày ạ. Giờ này không hiểu sao đen ơi là đen ý, chơi cái gì cũng thua. Tao nghĩ là tao bị cái gì nó ám rồi đấy. Mà này, hai thằng mày có biết ông thầy bói nào tốt tốt không? Thì giới thiệu cho tao, để tao đi giải đen cái. Không khéo là phải làm cái lễ. Ảo thật đấy, thầy bà cái gì tầm này? Mày tin gì mấy ông thầy đấy? Thầy này, mày tin cái thầy này này. Tao nói cho mày biết nhá, bất kể cái gì đen ấy, nhanh nhất là đi phòng gái. Mày bị dở hơi à? Người ta bảo là cờ bạc mà dính vào gái gú ấy là đen lắm đấy. Mày điên à? Mấy ông thầy giỏi mới nói thế thôi. Còn thầy xịn như tao ấy, thì mày phải nghe. Mày nhớ ông Kiên Tặng không? Nhớ. Cái thằng cùng tên các họ với mày đấy. Ngày trước nó đánh cái gì cũng thua, đánh chật hết. Nhưng mà nó đi phá gái một phát, bây giờ về Trung Quả mua nhà Hà Nội đấy. Thằng Kiên Đặng mua nhà Hà Nội rồi á? Hay là làm như thế thật nhỉ? Nhưng mà tao chưa đi chơi bao giờ. Bây giờ tìm chỗ nào mà chơi? Thế thì mày phải tìm tao. Này, tao mới quen một em ấy, sinh viên, sạch sẽ, hơi bị ngon luôn. Hay là anh em mình chơi ba nhỉ? Cái gì? Chơi ba? Chơi ba? Chơi ba làm sao mà nó chịu? Mày dở hơi à? Trên đời này ấy, có tiền là chịu tất. Em này nó thuộc cái dạng là ngoan, sinh viên. Nhưng mà đang túng thiếu cái gì ấy, khát tiền lắm. Bây giờ chỉ cần có tiền thôi là nó chơi. Thôi thì cũng được. Nhưng mà tao bảo này, tao mới chơi hết sạch tiền rồi, chẳng còn đồng nào đâu. Hay hôm nay chúng mày bao tao nhé? Được thôi, coi như hôm nay anh em giải đen cho mày, tao bao. Thế thì uống nước đã rồi đi nhá. Em ơi! Thôi, nước nồi cái gì? Đi luôn đi, ra lấy xe, tao gọi cho nó. Đi. Đây, tao mày đi chưa? Chú mày xem thế nào, muộn rồi đấy. Mày cứ từ từ em nào. Tao vừa gọi đấy, nó đang tới. Mày phải sồn sồn lên thế làm gì? Mày có người yêu rồi, bọn tao không có không than thì thôi. Chắc là sắp đến đấy. Em mới đến rồi kìa. Để tao. Em chào anh ạ. Ừ, em vào đi. Dạ. Em sao đấy? Vào đi, không phải ngại đâu. Không sao, vào đi, đi. Làm sao đấy, bọn anh giao kèo với em còn gì? Bọn anh có 3 người thì bọn anh x3 tiền lên cho em mà được rồi. Nào, không phải ngại đâu. Bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra. Thu, sao em lại ở đây? Mày quên đó à? Đây là bạn gái của tao đây.
Thế còn anh? Sao anh lại ở đây? Anh nói với tôi rằng anh đang đi làm cơ mà. Anh... Nhưng em lại làm nghề này sau lưng anh à? Hả? Anh đủ tư cách nói với tôi câu đấy à? Nếu tôi không làm nghề này thì tôi có đủ tiền cho anh tiêu xài hay không? Công ăn việc làm anh không có. Suốt ngày anh về nhà anh bắt tôi phải đưa tiền cho anh tiêu xài. Anh nghĩ tiền đó tôi lấy đâu ra? Cô... Có phải là cô thiếu tiền ăn chơi nên cô mới làm nghề này đúng không? Tôi không thể nào ngờ nổi đây. Anh thấy tôi có đắp lên người tôi bất kỳ một món đồ hàng hiệu nào không? Tôi dám mua sắm cho bản thân mình thêm cái gì không? Chia tay đi. Thu! Thu! Đứng lại đấy! Thôi, không có con này thì tao gọi cho con khác. Thằng mày có người yêu xinh như thế lại còn làm gái ngành, chắc đêm nào cũng đấm giường nhỉ? Mày im đi! Chúng mày cút hết ra ngoài cho tao! Cút đi! Cút! Làm gì mà nóng thế? Động vào người tí đã dây lẩy rồi. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng ăn bám ăn gái. Chúng mày cút! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Đi mày!